Chào mọi người nha. Hôm nay ba bố con mình đi về nhà ông nội chơi. Đây là câu cá trong đầu rồi. Bây giờ sẽ nướng cá. Nướng cá luôn. Đấy. Bố con mình sẽ nướng cá để cho mọi người xem nha. Xem nha. Đây. Wow, có con đây nha. Đưa cho Bình đây đấy con. Đừng để con để trên con. Trên. Trên. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Bình cầm xa ra con, cầm tận đầu ấy kìa, cầm xa ra cây ấy. Đây mà nhìn thấy chưa, cầm xa ra thấy chưa, cầm cái con này đấy. Bình đứng lên, Bình đứng lên con. Cầm hẳn hoài mà bố không cho cầm. Đấy cầm đi, cầm đấy. Đấy. Nó khó lắm. Đói á. Nóng quá. Nóng nha. Cởi áo ra con này. Con bố cầm con cởi áo. Con gác ở đây này. Gác tạm ở đây. Bố cầm con cởi áo. Để đây nha. Con. Hôm nay mấy bố con mình sẽ tự nướng cá ăn. Đây Bình đứng ở bên này cho bố. Bình đứng ở đây. Khói quá à? Khói, con lại cầm cây ra bên này. Cầm cây đứng bên này. Đứng bên này. Bình khoái đứng bên này, phải không? Khoái. Khoái em ạ. Đấy, đứng đấy. Khoái em ạ. Ngồi xuống, con ngồi xuống. Đấy, thấy chưa? Khoái lại chuyển chỗ. Chuyển chỗ á? Lại sang bên kia. Cầm khéo, con cầm như này.
Đây là hai anh thôi sang bên kia để tao còn ra bên này. Một quán như này khác sang bên đấy nha. Bình ơi, Bình sang đây anh quạt. Chín chưa? Cá con chín chưa? Cá con chưa chín. Cá con chưa chín. Chưa chín á? Cá chưa chín. Chưa chín à? Nướng cá sướng không? Cá của con sắp chín chưa? Cá của Bình chín chưa? Đâu, Bình chín chưa nhỉ? Cá của Bình chín chưa con? Cá của Bình chín chưa? Bố lướng à, nhìn bố lướng à. Mình đang đứng đầu kia kìa. Con cầm dài cây ra, bố bảo con không có nghe đâu chứ. Con cầm ra đây này. Con nào kêu ấy? Đỡ nóng. Hiểu không? Hả? Đỡ nóng chứ con cầm ngắn thì nóng. Nhìn bố này, bố cầm tận đây này. Con cũng cầm tận đây này. Đây này. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Chín. Ôi, đây có mắt trắng. Đấy, bây giờ bố để đây bố lướng này. Sao bố lại có mắt trắng? Bố. Có cái mắt trắng. Rồi, để đúng. Wow, thì ngon chưa? Hấp dẫn chưa các bạn ạ? Hấp dẫn chưa? Thấy chưa? Hấp dẫn chưa cậu Hoàng? Wow. Hấp dẫn chưa? Thấy chưa? Con cá sắp chín rồi đây. Đó, con nào chín rồi? Con có con. Con ở con chưa chín. Có Bình. Con chưa chín. Bố. Có bố. Này. Có bố. Ừ. Có bố. Bố chưa chín. Có
không có của ai chín hết chị. Đây cây của mình đây. Hả? Không được chọc nó rơi cá nhá. Cầm xa ra chọc như này thôi. Đấy, thế hiểu không? Con của bố là to hơn con của bọn con. Tại bọn con bé à? Ừ. Con bé chỉ đơn ca bé thôi. Con bé hơn ấy, mình to. Con bé gái mình à? Hả? Dạ. Dạ. Ô, gỗ này ở đâu ấy? Gỗ bố kiếm à? Đây, bãi nhà ông này. Ô, sao lại mình lại ở ngoài đường? Ủa? Cố sâu cho Quân con cá nhá. Sâu cho con to đi. Sâu cho con to đi để con to. Đây ơi. Con bé đấy. Đây ơi. Bé đó. Hả? Bé tí đấy. Ừ, bé đâu bé. Đây này. Đây của con đây. Bé à? Con xa ra. Đấy, đang ở đấy được đúng rồi. Gần chín rồi. Chín rồi á. Cá con này, con này. Con để xuống nhá. Nha bố nhá. Con này gần chín rồi. Sao con bố lại lòi mất? Chào bố. Con bỏ ra nhá. Và đây là ao cá nhà ông nội mình ấy. Nhà các bạn có biết không? Nhiều cá lắm. Các bạn có biết không? Đây là bạn Minh Quân, bạn chuyên nướng cá cháy. Còn đây là bạn Thanh Bình chuyên thổi bếp. Bạn Thanh Bình chuyên thổi bếp. Đây bố sâu cho bố con. Ơ sao con để xuống nha bố nhá. Con để xuống nhá. Con để xuống nhá. Nhưng mà để xuống kiểu gì? Đây của mình đây. Để xuống kiểu gì? Cầm xa thế rồi. cầm xa cây như nào nhỉ? Đấy, cầm tận đầu như Quân nhỉ, con nhìn Quân cầm nhà chưa? Cởi ra đi bố. Rồi kéo cho ra. Rồi. Tôi sợ quá. Tôi sợ lắm. Con còn đứng ở đây đấy, sợ. Sao con sợ? Sợ máu. Máu của cá nó ghê á. Đấy. Người thì thấy chưa? Cá ngon chưa? Nướng. Nướng siêu ngon luôn. Siêu ngon, siêu khổng lồ. Uống đi. Sao con nó bình chết to đâu? Ấy? Thả bố. Hả? Sao con bình to thế? Con nó to á. Thật to á. To gần bên bố ấy nhờ. Chín chưa? Chưa chín. Chín. Của bố nó ăn mất luôn rồi. Bố tập. Wow. Con này con. Wow, con này lớn thì sướng rồi. Bố lấy con sâu to nó chả như thế. Con này lớn thì tuyệt vời rồi. Yeah. Con này lớn sướng không? Có con câu. Con này lớn thì tuyệt vời luôn nhỉ. Vâng ạ. Nhưng mà con này không to lắm. Mình thấy thích không? Con này mình lớn thì tuyệt vời luôn nhỉ. Con này không to lắm. Con này không to lắm.
Ôi Bình, con lại kéo dây cước rồi. Đi nào, dậy đứng lớn dậy. Bố. Nhớ chân. Bố. Nhớ chân lên. Bố. Cầm im như này nhá. Đây là con của Bình to đây. Con của Bình to thế á? Ừ. Mang đĩa này để bố ấy cho nào. Này chín rồi à? Wow, ngon chưa? Từ nữa nào, để im đấy. Ôi Bình lại làm rơi rồi. Đấy Bình này. Làm rơi chỗ nào? Đây, con này chín rồi này. Wow. Con này nữa. Rồi, để tí nữa bố có mình ăn. Để đã rơi rồi. Wow, vàng ươm luôn. Ngon lắm. Con ra đây. Con ra đây bố sâu cho một con nữa nướng như Bình. Sâu con to nhá. Vâng, con to hơn của Bình nhá. Hả? Con to hơn của Bình nhá. Ô, sao được gần hết rồi. Thấy rồi. Ô, sao bé đấy. Thấy rồi. Bé đấy. Con của Quân bé nhờ. Mới con bé. Con này với con của Bình, con nào to hơn? Con của Bình to hơn đấy. Đấy, Bình cầm này. Cầm. Bình to hơn đấy. Đây con là, đây là con cá của Minh Quân này. Đây là con cá của Thanh Bình. Bình đứng ở bên đây. Đấy. Đây là con cá của Thanh Bình đấy, to gấp 15 lần con cá của Minh Quân. Mới cho con cái con bé. Minh Quân làm anh nướng toàn cá bé thôi. Bình nướng toàn cá to à nhỉ? Đó. Cầm. Cầm. Không cầm à? Chín rồi đấy. Không chín rồi. Không cắt đâu nha Quân nha. Con của Quân này, con của Quân này được 2 cân đấy Quân ạ. Con cắt dưới này nhá. Không cắt. Mà không cắt cây của ông mà. Hết cây của ông ấy. Thế mọi người, đây là con cá siêu to khổng lồ. Con cá này siêu to khổng lồ luôn. Đây con cá siêu to khổng lồ. Bình nhỉ? Không. Không phải siêu to khổng lồ á? Thế là con cá này như nào? Con cá này to. Cá nào to? Cá này to. Cá này to chứ. Ui, mỡ nó chảy ra này. Ui, nó mỡ chảy ra này. Con cầm. Nhìn cái mỡ chảy ra ngon không? Bóng. Bóng không? Có bóng á? Không bóng. Không bóng à? Không bóng. Thơm thế.
mùi cá thơm nức luôn. Không muốn ớ. Không cá của con đâu. Cái cá của con đi. Đây đây là con đang đứng treo điện thoại kìa, đang quay mà. Con này sắp chín rồi, con này của Bình sắp chín rồi này. Bình này, con của Quân chín rồi, con bé chín rồi. Con hả? Đâu? Quân nướng được không? Để bột sâu. Có, nơi không to chứ. To hả? Ủa, này cũng chưa. Wow. Trong bếp nó chết. Trong bếp nó chết trước con. Con cho dưới bếp đi. Đấy, đấy, tầm tầm đấy. Con cầm xa cây ra. Con cầm xa cây ra cho nó nóng, hiểu không? Đấy. Chưa ăn được đâu con ạ. Chưa ăn được. Chắc nó dễ nhảy mất rồi. Chưa? Thơm không? Thơm nha, vẫn bé. Vẫn bé. Con lắm ạ, tí con câu tiên nhá. Ừ. Tí con câu xong con lại xuống nhá. Nhá. Không dưỡng con mấy con, mấy con bé nữa đâu. Mấy con bé ăn toàn xương xương không? Để nó to. Dạ, mắt dạ. Con cầm dài cây ra, bố bảo dài cây ra con không nghe. Con cứ cầm gần vào nó chả cay mắt. Chảy nước mắt chưa? Hả? Chảy nước mắt rồi gì? Hả? Cây à, khói chảy nước mắt à? Bố thấy khói đâu? Hả? Cái này bố cầm cái xa đâu mà. Bình ơi, lấy nhặt củi đây cho bố. Một túi đây để bố cho vào rồi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Bố cho vào đi. Đây bố cho vào đây. Lấy nữa con, lấy củi nữa. Đang lấy bố. Tay bố giải thế mà không lấy được. Ai bố vẫn là vớt. Quân nó cong cong đi rồi nhỉ? Cong. Không biết đâu cong.
điện thoại. Quân nướng mãi cá không chết này, nhìn bộ nướng này. Cái nước cá mà có phải củi đâu. Cái này không khói. Đấy. Con này vàng vàng chuẩy đây này. Đúng. Đây thấy vàng chưa? Ua. Cái bộ lượng đã chín rồi. Con này à chưa chín. Đây con của Bình không đấy? Con này to hơn đấy. Cái này chín rồi. Mới qua vào đây. Chưa chín, tí nữa. Để đây á. Wow, sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Ngon lắm. Quá. Wow, rồi, nó chảy mỡ ra này. Quân này. Đây đây. Nhìn này. Thấy chưa? Ừ. Wow, nó chảy mỡ này. Mỡ là ở trong mắt. Thấy chưa? Ngon chưa? Ui. Chảy ra mỡ màu. Chảy mỡ màu xanh kìa. Sao nó lại chảy mỡ màu xanh hả bố? Cái cá mỡ màu xanh mà con. Cá màu xanh. Ừ. Đấy. Thấy chưa? Ô sao ông ấy thăm kia nữa? Bố. Ông ấy chỉa cây mà. Con này chín rồi. Đâu con nào? Con này. Con bé này của ai đấy? Con. Con này chín rồi nhá. Bố bảo là lấy mấy đĩa. Ủa? Hai đĩa mà. Nhưng mà ông lấy một đĩa. Thế á? Thế là có một đĩa rồi á? Con lấy ba đĩa. Con lấy ba cái đĩa nhá. Con lấy hai cái đĩa nữa nhá. Đúng nhá. Ừ. Thế mà ông lấy được mỗi cái. Bố nữa này. Wow, con này ngon lắm. Ngon lắm luôn này. Thì Bình ăn con mấy con? Hả? Ba con. Ba con. Thế bây giờ con phải đi. Con phải đi nhặt củi đi chứ. Thì mới có củi để lướng chứ. Nhặt nữa. Nhặt luôn. Con thả vào bếp, cho vào bếp đi. Bếp. Ừ, con thả xuống. Đấy, đúng rồi. Cho vào bếp để nó cháy. Ừ, đúng rồi. Không được. Đây, nhá. Wow, nhìn này. Nhìn chín nướng nó lứt ra này. Có con à? Nhìn thấy chưa? Có con đấy à? Ừ. Thấy chưa? Cá lứt rồi, thơm phức luôn. Con à?
Nào, mẹ mang đĩa để bố ấy, hai con này chín rồi. Thôi, bây giờ bố lướng 4 nào, bình bình ơi, con bê đĩa để bố lấy cá nào, con này chín rồi. Bố lướng mấy con đấy? Bố lướng 5 con ở đấy à? Bố. Đứng bên đây, đứng bên đây, đứng bên đây, đứng bên đây, đứng bên đây. Đứng bên đây, đứng bên đây. Thằng Quân này. Bố, sang, trời bay bên sang bên bố luôn. Con bê đĩa sang bên kia, đứng bên kia. Con đứng bên kia. Nào 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 nào. Hai tay nặng. Wow. Ui lứt ngoan chưa này. Ui khói quá. Nào. Nè bóng đặt xuống. Đặt xuống đây. Thế con sẽ là khóa bên này. Nướng hết cá xong rồi lại đi câu tiếp nhá. Vâng ạ. Con cho nó sang bên kia này. Ố, một con sắp rơi xuống ở kia bố. Quân lấy cây giữ cá lại nha em. Vâng. Không phải giữ thế. Con cá lại lặng thế. Ô, ui đấy, bất ký vào điện thoại. Con cá lại lặng thế. Chín rồi. Nhưng chưa được ăn. Sao chỉ câu cơm á? Chỉ câu chỗ này á? Chỉ câu chỗ này con. Ủa sao mấy con cá câu? Cứ mở chỗ này là vui lắm. Con mang ra mang cần đây câu luôn đây. Vâng, ghê. Con mang cần đây nhá, mang cần đây mang đây, mồi câu đây. Con này vàng ươm luôn mình nhỉ.